Dạ, em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là video số 343 và ngày 5 tháng 11 nha. Video này là em xin phép đặc biệt luôn nè, hôm nay em có ghép cần nha, ghép 10 bộ cho mình. 10 bộ cần ngày hôm nay nha. Đây, những con máy này, những cái cần này thì hôm nay một cặp này thì có thể đánh cá, các anh đánh cá tầm là 2-3 kg nha. Tầm 2-3 kg, các anh nào đánh giỏi thì có thể hơn, tùy các anh nha. Và hôm nay sẽ có là 4 con máy lẻ nè, một cây gác cần nha, một cây cần lu rút. Cái này luôn á, lu một lu máy đứng và rút cho mình, nó dạng rút nha, rút ra. Và những dòng cần là ISO ạ, ISO ngày hôm nay. Phía sau là em sẽ có hai cây súp nhá. Đây, một cây súp leader Shimano, một cây là Twin Power 4m05 nhá. Đây hai cây ngày hôm nay. Hai cây này thích hợp cho các anh đánh bồng bềnh nhá, cậu Lục nè. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship mỗi máy là 30k nhá, mỗi cần là 40k, em sẽ đóng một đứa ship có tàu cho ca nhá. Rồi không dài dòng, em xin phép lên sản phẩm đầu tiên ca nhá. Đây một cặp đầu tiên ạ. Những cái này là lóng dài nhá, thường thì em bán những cái lóng ngắn kia, những cái lóng ngắn kia thì chất liệu của nó chất lượng của nó thua những cái cặp này nhá. Cặp này thì nó tốt hơn thì giá nó cao hơn tí. Đây cái đầu tiên là một cây holiday spin nè. Cái này thì chiều dài của nó là 2m4 nhá. Cần rút cho mình 2m4. Đây cầm cán ốp nhựa cứng cho mình. Ngọn cần là 2.2 ạ. Thì những cặp này thì trọng lượng cả cần cả máy thì tầm là 430 tầm đó thôi nhá. Tầm lên xuống đổ lại thôi, trên dưới thôi các anh nhá. Tiệm vàng đầy đủ nè. Nước sơn màu đen. Vàng khoen là vàng khoen hạng hết. Ngọn nhá, ngọn 2.2 ly. Em chỉ đo ngọn ngày hôm nay nhá. Đây, những cặp này thì cho các anh đánh thoải mái. Hồ đơn ngâm nhá, ngâm lăn xe cũng được. Rồi độ cứng của cây này ạ, độ cứng tầm 15-20 nhá, tầm 15-20. Đánh ao hồ gần nhà, đánh suối đều được. Mã số cần ạ, mã số cặp này nhá, mã số 1 giá của nó là 450k. Máy thì size 4000 rồi, máy size 4000 nhá, bạn Kodia ngày hôm nay nó ghi 3000 nhưng mà size máy to ra nhá. Đây số cước của nó lên đến là hình như số 4 này là 140, cái này là số 6 thì sao là 100 nhỉ? Số này nha. Gạt cứu thì tất cả đều tốt, nói chung là máy là đều tốt hết nhá, đều hoạt động ok hết. Máy carbon nhá, cối là dạng pha cho mình. Và mã số 1 giá cặp này là 450k. Mã số 1. Mã số 2 ạ. Tay quay đổi trái phải đều được nhá. Những con này thì tay quay trái phải đều được. Rồi. Con này thuộc hạng Olympic, chiều dài cũng là 2m4 luôn. 2m4 dòng Action nè. Tem vẫn còn đầy đủ nha. Ngọn cây này là 2.3 ly nè. Đây cầm đây. Ngọn 2.3 ra nha. 2.3. Đây. Máy nè. Hoạt động ok hết nha. Con này thì vòng tua của nó là 5.3. 5.3 nha. Đằng cước thì sáng đẹp, các anh yên tâm. Đây. Bên dưới đây. Dàn khoen này dàn khoen hạng. Bên trên hai khoen chạy. Thì những cặp mini 2.5. Những cái đó thì em chưa có. Em chưa lên được nha. Ở đây thì độ cứng cũng vậy, 15-20 nhé, 15-20. Nước phôi còn sáng đẹp luôn. Mã số 2 giá 450k cặp này. Mã số 2 giá 450. Đây. Những cái này thì em bao ship nhé, em bao ship cho các anh ạ. Đây. Những cây này thì đã lên khoen đẹp hết, tất cả đều khoen đều đẹp hết luôn nhé. Cái này thì nó có chiều dài là cũng 2m4 ra nhé, cũng là 2m4. Ngọn cần là 2.4 ạ. Ngọn cần 2.4 ly. Này trọng lượng tổng thể là 420. Cả cần cả máy luôn nhá. Cả cần cả máy rất là nhẹ. Này. Khoen thì cũng còn sáng đẹp. Mọi hình nước sơn còn mới nhá. Còn mới nè. Cũng còn đẹp. Đây. Ở đây con máy đây. Con máy của hãng siêu xa nhá. Siêu xa FT40. Số cước số 4 vào được 100m nha. Size thực của máy cũng là 4000 luôn. Size thực 4000 nha. Rồi. Mã số 3 giá là 450k. Mã số 3 giá 450 cặp này. Mã số 4. Cái này thì chiều dài 2m1 ạ. Ngắn hơn tí nha. 2m1. Bên dưới đây. Ngọn cần là 2.6 ly ạ. Ngọn cây này 2.6 nha. Máy cũng tầm là 3000-4000 nha. Của hãng siêu xa luôn, con máy này siêu xa luôn nhá. Lần cước thì cái này thì các anh về các anh đánh bóng lại một tí giúp em nhá. Con này em sẽ em lựa mấy con tốt ra rồi, không sao đâu.
con này vọng mực luôn, nó ở đây nó dính bụi thôi, dính bụi đất thôi. Gạch cước thì tốt luôn, mô bin sống nhá, tất cả mô bin sống và tay quay đổi trái phải được. Mã số 4 giá có cặp này là 450k nhá, mã số 4 giá 450 nè, nước sơn nè, ok nhá. Thì cái này có tình trạng nổi bọt một tí, nói chung không sao. Lóng thứ hai ok, lóng thứ hai đẹp nhá, độ cứng của nó cũng tầm 15-20 nhá. Mã số 4 giá 450 ạ. Mã số 5. Đây. Một con này new shop nhá, new shop 2m4 ạ, bạn 2m4. Tay cầm cũng ốp dạng nhựa cho mình, nhựa nó cứng nhá, cứng. Ngón cần là 2.2 ly ạ, 2.2. Máy đây. Máy này thuộc bạn China xuất Nhật anh nhá, Carbon Master nè. Toàn thân carbon nhá. Tay quay nó kim loại. Đẹp cứng nè. Tốt, mô bin sống luôn. Lăn cước sáng đẹp luôn nhá. Con này tay quay đổi trái phải được, anh nào muốn đổi thì các anh cứ bảo em hỗ trợ đổi cho các anh, hoặc các anh về các anh đổi cũng được nhé, tự đổi cũng dễ thôi. Ai khen, tất cả dàn khen đều đẹp hết ạ, đều đẹp hết nhá. Độ cứng cũng vậy, tầm 15, độ cứng cái này tầm 15 nhá. Mã số cần mã số 5 giá là 450k, mã số 5 giá 450 một cặp. Tiếp theo ạ, cái C ba ra đây 2m4 nhá, 2m4. Đây bên dưới nè, tay cầm được ốp nhựa, ngõn cần là 2.5 ly ạ, ngõn cần 2.5, bá là bách quặng rồi. Này, máy cũng ok luôn, máy này nó ghi 2000 nhưng mà đây em mời các anh xem số cước của nó vào được số 4 vào được to nhá, số 4 của nó là vào được tầm là 120 nhá, size tầm là 4000 cho mình lận, size máy to các anh nhá. Đây bên trên nè, nói chung là đẹp hết nhá, cũng ok cho mình. Có vài điểm nó xước nhỏ nhỏ thôi, xước nhỏ nhỏ, dính keo nhỏ nhỏ thôi. Lắm nó ok hết rồi. Độ cứng cũng vậy nhá, độ cứng như nhau hết ạ. Mã số cần mã số 6 giá là 450k một cặp. Mã số 6 nhá, cả cần cả máy ra nhá. Đây. Rồi tiếp theo 2m4 ạ, supply nè, 2m4. Tem vẫn còn ở chỗ này. Bên dưới đây. Cái này thuộc bản China nhé, cái này thuộc bản China xuất Nhật, thì những cây này thì Nhật bại về hết. Máy thì mấy bạn Kodia nhé, mấy bạn Kodia của carbon pha cho mình. Đây, đẹp nhá, mô bin sống rồi. Đây, mô bin sống đầy đủ nhá, lưỡi gà keo thì đầy đủ, nói chung những con này đầy đủ hết nhá, ăn cước sáng đẹp luôn. Và sứ đây, tất cả đều ok, sứ đẹp hết nhá. Đây, ok hết ạ. À. Đây là cái vết keo, vết keo trắng, keo dán sắt các nhá, đóng nè, đi hết, sơ suất nhỏ thì không ảnh hưởng gì bởi vì hàng Nhật bại không tránh khỏi rồi các nhá. Và mã số 7 giá là 450k cặp này, số 7 nhá, giá 450. Mã số 8 là một cái Azuma, chiều dài của cần hình như cũng là 2m4, đúng rồi 2m4 các nhá. Chiều dài cần 2m4. Cái này thì ngọn cần là 2.3 ly ạ. Ngọn 2.3, tay cầm bên dưới nè, được cuốn chỉ hết cho mình. Đây. Máy cũng là máy hạng siêu xa nhá, EF30. EF30 nhá, phôi lóng còn đẹp nè. Cũng còn ok nhá. Đây. Tay quay đổi trái phải được nhá. Ở đây nó có sẵn tay bên phải thôi. Máy cũng hoạt động ok. EF lồng cánh, con này thêm dầu nữa là nó mượt hơn nhá. Đang cước thì sáng rồi, đang cước sáng nha, sáng. Ở đây là cái đường viền của cái lăng cước. Mã số là mã số 8 giá là 450k, mã số 8 giá 450. Mã số 9 nào, đây, cái này 2m4 nhá, Shibara đây, 2m4, màu khác, nè. Màu nó tự tự cái màu kia. Ngõn căng là 2.3 ly ạ, còn 2.3. Máy là new top spin này. New top spin 3000 và size máy là size 4000 lận cả nhé, size thực của máy là 4000 lận. Tay quay đổi trái phải được và dàn khoan là dàn khoan hạng hết, bên trên có hai khoan chạy ạ. À. Mã số căn là mã số 9 giá là 450k một cặp nhé, mã số 9 giá 450. Đây mã số 10. Con hàng cái này là của Olympic nhá. Olympic cái này thuộc cũng là
bánh China, nó có tem này và tem Nhật này, tem China, tem Nhật này, xuất Nhật cho mình nhá, hãng Olympic cái này, ngón cân là 2.7 ly à, 2.7 mình ghi này, máy đây, chạy ngon luôn, Kingspin GS100 và xuất cước của nó số 4 là 165, số 5 lên đến là 125 con này nhá, một viên sóng rồi, đặt cước thì nhảy rồi, đặt cước ok, về mình đánh bóng lại nhá. Rồi, dàn khoen là dàn khoen hạng à. Đây, hai khoen chạy bên trên. Đây, sáng bóng nha. Màu này màu rêu đậm cho mình. Xanh rêu đậm nha. Xanh này, xanh mực đi. Rồi, mã số là mã số 10, giá là 450k một cặp ạ. Mã số 10 giá 450. Tiếp đến ạ, em sẽ phải lên máy ạ. Ở đây hôm nay có một con máy Shimano Elite 2500, size thực là 2500, số cước số 2 170, số 2.5 150, 3 là 120, bản Malaysia xuất Nhật nhé. Họ anh có sơ xước ạ, à. Anh có sơ xước, phối hợp kim này, thăng carbon rất là chắc chắn, 16, trên núm kêu đầy đủ, cạc cứu đây, rất nhạy, lăn cước sáng đẹp. Tay quay thì độ trái phải được ạ, à. Một chiều chút chặn đây, con này thì cho các anh đánh ISO, đơn ngâm nhé. Đừng ngâm, các anh cũng đánh lưu được, đánh lưu nha, một chiều xuất chẳng có thắng ABS. Đây, thích hợp các anh phối với cận ISO, cận ISO là tốt nha, ISO 4m5 đổ lại cũng được, bởi vì 2005 thì nó thích hợp ISO cho mình. Mã số là mã số 11, giá là 390k con này, mã 11 giá 390 nha, 390. Mã 12 là một con Shimano Navi 2500, số cước số 2 170, số 2.5 150, số 3 là 120. Ngoại hình thì cũng có sư sức giống như phần kilo, cái máy kilo, phối hợp kim. Bên trên núm keo nè. Gạt cước nè, còn tốt luôn. Đăng cước nhá, này, sáng nè. Đèn đều đều thì cái này đánh được. Sáng nè. Tay quay thì độ trái phải được ạ. À. Con này cũng là bản Malaysia xuất Nhật nhá. Một chiều xuất trận thì có thắng ABS luôn. Quay đất mượt con này. Con này thì các anh dòng dòng chép dòng trôi thoải mái nha. Mã số máy là mã số 12, giá là 450k. Mã 12 giá 450 ạ. Đây. Con này thì có sẵn cước lụa nha, sẵn cước lụa. Con tiếp theo một con Shimano Holiday Spin 4000, số cước số 3 200, số 4 150, số 5 140. Máy Malaysia xuất Nhật luôn, ngoại hình thì cũng tương đối ok, tương đối to sáng nè. Sáng nhá, cũng trên 80%, cạc cứu đây, tốt nè, một bên sóng rồi, đây, tay quay đổi trái phải à, một chiều chút chặn đây, size 4000 nhá, size 4000 câu đa dạng hơn, hai chiều đây, mã số máy, mã số 13, giá là 450k, mã 13 giá 450. Mã 14 ạ, là một con Daiwa nhé, Daiwa Long Spinter ST850B, chạy bon bijin, và con này là bản Japan nhé, nội địa Nhật Bản. Toàn thân là hợp carbon, tay quay là kim loại nè, số cước số 4 200, số 5 150, 6 là 120, tay quay đổi trái phải, ngoại hình thì có vài điểm nó chóc nước sơn ra nhé, đặt cứu đây, nhảy nè, một bên sóng rồi, size thực 5.000 ra nhé, size thực 5.000. Cũng còn sáng nè, mọi hình sáng lắm nha. Tay quay một chiều chút chặn đây. Và quay mượt nhẹ luôn. Và quay rất nhẹ. Hai chiều. Máy size 5.000 ra nhá, 5.000 ạ. À. Mã số 14 giá là 400k. Mã 14 giá 400 ạ. À. Mã 15 là em xin phép lên cây cán vợt. Một cái cán vợt chiều dài tầm 1m8 nhé. Cái này trọng lượng của nó là 230g ạ. À. Đây bên dưới nè, sáng đẹp luôn. Cái này nhôm nhé, cây nhôm cho mình. Cái này nhôm thẳng và cứng cho mình ạ. À. Ngoại hình được có sáng nhé, có xước sơ sơ thôi. Nhưng mà rất sáng. Bên trên gác cần nhé, à, rất tuyệt luôn. Cái này chất lượng cho mình. À, còn rất là chất lượng. À, mời các xem. Sáng bóng nhé.
sáng bóng ạ. Đây, mời các anh xem ạ. Đây. Đây, cái cản vượt nha. Không phải, cái gác cần nhé. Gác cần, em xin lỗi. Cái này là cái gác cần nha. Mã số là mã số 15, giá của nó là 200k. Mã 15 giá 200k này nha. Tiếp đó là một cây cần lưu rút ạ, lưu rút lóng dài nha. Và cái này là của hãng Olympic, của hãng Olympic, chiều dài cần là 39 ạ. Đây, lưu rút 39 nha. Và cái này thuộc nội địa Nhật Bản cho mình, Ginzy Bet, tải mồi của nó nhé, mát 30 gram mồi, mát 30 gram mồi nha. Độ cứng của nó là tầm M, tầm M cho mình. Và tải trọng cần của nó là 8 đến 14 lb nha, 8 đến 14 lb đây. Tay cầm là cán bằng này. Bên đây có cái khoen còn tuyệt cho mình. Anh có sức một ít thôi, tem vẫn còn. Tay cầm cán bằng này. Còn siêu chia sẻ nhá. Bát là bát Fuji DBS 6. Ngọn cần là 1.8 ly, trọng lượng là 227 g. Cán bằng nhá. Ở đây cái bịch còn siêu. Trang khoen Fuji loại xứ xám ạ. Bên trên là Fuji loại xứ nâu cho mình, là bu nhá. Lực độ ngọn đây. Này, ngọn này. Đây. Cũng còn ok nhá. Ngoại hình cũng tương đối ok luôn. Này, côi lóng này. Này. Đây. Rất đẹp nhá. 39 lận coi nhá. Càng này thích hợp cho các đánh luôn. Độ cứng nó đưa tầm là M, tầm M cho mình, ML đến M nha. Mã số cần mã số 16, giá là 900k. Mã 16 giá 900, ngọn 1.8 ly, trọng lượng 227 g. Tiếp đến là cần ISO ạ. Một cái ISO game sub chiều dài 36, độ cứng 20. Broket nha. Bát là bát Fuji FS7, máy nhỏ máy to đều được. Ngọn cần ạ, ngọn 2 ly, trọng lượng là 239 g. 239 gram cái này thôi nhá. Cuốn chỉ chích keo bằng tốt ạ. À. Ở đây là keo dư thôi. Keo dư bên ngoài nó lở ra. Trang khoen Fuji loại xứ xám luôn. Bên trên có hai khoen chạy và phôi đây. Xoắn toàn thân. Xoắn chìm toàn thân nhá. Ngoại hình thì có sức sơ sơ thôi các nhá. Rồi 39 độ cứng, 36 độ cứng 20 cây này. ISO ạ. À? ISO carbon nhá, phôi carbon. Mã 17, giá của cần là 750k. Mã 17 giá 750 cây này. Mã 18 là một cây Shimano nhá. Này. Shimano Holiday Spin HG 36 độ cứng 15, tem vẫn còn. Cái này thuộc bản Kodia xuất Nhật nhá. Bản Kodia, tem này. Ở đây hình như là có cái tem shop luôn. Này, Pro Shop Katsuki. Cái này là shop bên Nhật nhá. Này, tên của shop đây ạ. À. Ngọn cần là 1.8 ly, trọng lượng là 235 g. Phôi carbon nhá, carbon Shimano, bát là Fuji FS7 bát gập. Này, cũng còn ok. Gian khoen Fuji loại xứ xám ạ. À. Xứ xám nha. Ngọn đây. Nhìn thấy phôi ngọn thì các em biết là nguyên zin rồi. Đẹp nhá, còn đẹp luôn. Này, phôi lóng bên trong còn đẹp ạ. À. Phôi lóng bên trong còn đẹp nhá. Trừ cái lóng thân thì nó có vài điểm nhám đen một tí, nói chung không sao. Nhám đen không ảnh hưởng gì. Này, rất tuyệt nhá, 36 độ cứng 15. Mã số 18, giá là 750k. Mã 18 giá 750. Mã 19 là một cây của hàng Olympic ạ. Cái này New Black Spin, chiều dài 36. Olympic nhá, này. Tem vẫn còn luôn. Những cái nội đi Nhật nhá. Bát là Fuji FS7 bắt gặp. Ở đây keo dư nè, không sao. Nhưng mà anh xem, ở đây không có keo dư nên nó rất đẹp. Ngón cần là 2 ly ạ, à, trọng lượng 250 g. Đây. Cũng còn ok nhá, cây cần. Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại xứ xám hết, bên trên hai khoen chạy. Ngọn đây. Ngọn được tô này, màu nhá.
có vài điểm hạt cát thôi, vài điểm hạt cát rất là nhỏ. À đây có xíu một ít ạ. À. Lau bụi ra là thấy. Đây. Bôi lóng ở đây đẹp, đây có xíu ít nha. 3m6 ạ. Độ cứng cần là độ cứng tầm là 15 20 15 đến 20 nha. Mã số 19, giá là 750k. Mã 19 giá 700 rưỡi luôn ạ. Mã 20 là một cây Excellent của bạn Kodia xuất Nhật nhá. Chiều dài căng 3m. Độ cứng là 15 đến 30. Cái này thì tầm là 20 đến 25 nhá. Độ cứng tầm đó. 15 đến 30. Bát là Fuji DBS bát quặng. Tay cầm cán mút còn siêu chia sẻ nè. Ngón cần là 2.2 ly, trọng lượng rất nhẹ, 150g. Phôi là phôi carbon sẵn ạ. Trang khoen Fuji loại xứ xám. Ở trên này, đầu bu này. Ngón to. Ở đây thì nó họ có độ cột, họ có buộc nhé. Họ có buộc kiểu họ muốn định vị khoen giống những cây cần VIP đây. Nè. Cuốn chỉ định vị khoen này. Nè. Đây mà ra xem. Phôi lóng còn bóng sáng à. Còn bóng sáng nha. Rồi. Cần đá thì thẳng rồi. Mã số 20. Giá của cần là 700k. Mã 20 giá 700. Chắc nhẹ. Đây. Tiếp đến là một cây cho các anh đánh dài. Đánh sang hàng nè. Cái này là thuộc hãng Quýt. Chiều dài 5m4. Độ cứng 4 à. Độ cứng 4 nha. Bá là bát Fuji DBS. Bát quặng nè. Bát to cho mình. Bắt to nhá. DBS nó bắt to là bắt dạng số 7 rồi. Ngón cân ạ. 1.6 ly trọng lượng là 404g. 404 nha, tầm 400g. Bên dưới sơn đỏ đô, sơn nhám, bên trên sơn bóng. Có nắp chụp đi kèm thì những cây không có nắp chụp thì em sẽ có đi kèm hết cho các anh khi đó em đóng hàng nhá. À, trên có hai cần chạy nè. Rất đẹp nhá. Ngọn đây. Ngọn sáng hết luôn. Màu đỏ đô hết nhá, đỏ đô hết. Bên trong còn ok. Ok các nhá, em xin nước nhanh. Này, ok đẹp. Ở đâu có sức em quay gần cho các anh xem. Rất đẹp. Rất đẹp nhá. Này, cái này các anh hạ tay các anh đánh săn săn hàng được. Hạ tay câu đài được. Độ cứng hiện tại của nó 4 rồi nhá, 5m4 độ cứng 4. Mã số 21, giá của cần là 900k, 950 nhé. Mã 21 giá 950. Mã 22 là một cây Shimano ạ. À. Một cây Shimano Carbon Holiday ISO HG 5m3, độ cứng 3. Vẫn còn mã code nè, bạn Indonesia xuất Nhật nhé. Bạn Indo, tem ở dưới nè. Bên dưới đây. Tay cầm sơn nhám nhé. Ngọn cân là 1.8, trọng lượng là 278g. 278 ạ. À. Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại xíu xám hết. Xứ còn tuyệt đẹp. Đây, bên trên hai khoen chạy. Phôi đây. Phôi ngọn Shimano thì các anh nhìn là các anh biết rồi. Nhìn vào là biết rồi, rõ luôn. Đây. Ngọn hình thì có xíu một ít rồi nha. Có xíu một ít rồi. Xuất vài chỗ cho mày. Đây. Đây. Cái này 5m3, độ cứng của cần là độ cứng 3. Mã số cần ạ. À. Mã số 22, giá của nó là 1.200.000 nhé. Mã 22 giá 1.200.000. Và cái tiếp theo ạ. À. Cái tiếp theo là một cây xịn nha. Cái này thì chiều dài của nó là 3m35. Và thu gọn của nó là tầm 84 cm nhá, thu gọn tầm 84 cm. Này, bên dưới nó cuốn bằng, nó được cuốn sợi bằng nhá, có cái khoen cột dây, có dây cột khoen bảo hiểm cho mình. Ngón cần là 2 ly ạ, à. Trọng lượng là 390g, 390 nhá, rất đẹp. Bá là bát Fuji FBS 22, bát quặng ạ, à. Bên trên cầm chắc luôn. Và phôi là phôi carbon sẵn, bên trên cuốn chỉ chống nổ đầy đủ, chích kèo luôn. Và dàn khoen là dàn khoen Fuji dạ quang nhá, phát quang cho mình. Ở trên hai khuyên chạy nè. Nè, hai khuyên chạy nha. Vôi lỏng đây, rất đẹp. Nè, sẵn nè. Cái này thì thuộc hạng NFT các nha. NFT, nội địa Nhật Bản cho mình.
trông rất đẹp. Độ mới cây này cao, độ mới cây này thì rơi tầm là trên 85 nhá, đến 90 trên đó. Mã số của cần mã 23, giá là 1.150.000 nhá. Cái này độ cứng 50, em quên báo, độ cứng 50 nhá. Mã 23 giá 1.150.000. Đánh rất tốt luôn. Câu bờ, câu biển đều được. Cái tiếp theo là một cây Queen Kodo. Cái này Seahawk, chiều dài 4m5, độ cứng cao, độ cứng 5 nhá. 4m5, độ cứng 5. Bát là bát Fuji Ryushik 24 nè, bát quặng. Bên dưới đây, tay cầm được sơn nhám Queen Kodo đây. Tem vẫn còn đó nhá. Cái này xuất xứ là Nhật cho mày, Seahawk. Dàn khoen là dàn khoen hạt Fuji loại xứ xám hết. Nè, rất đẹp. Ở trên là có 3 khuyên chạy và phôi có bằng sẵn toàn thân. Đây. Sẵn toàn thân ra nha. Ở đâu có xứ em quay rõ cho các anh xem. Đây, bóng nha. Đây, bóng cũng đẹp luôn, cũng còn khá ok. Khá ok, nó nhem nhem vào chỗ này nó bụi thôi. Đây có xước nhẹ nhẹ nè. 5m4 độ cứng 5 ra nhé. Mã số cần là mã số 24. Giá cái này là 1.300.000 nhé. Mã 24 giá 1.300.000. Tiếp đến ạ. Là một cái Shimano Subtitler AV nhé. Cái này là Shimano, hãng Shimano Subtitler AV 4m05 độ cứng EXT. Bản Indonesia xuất Nhật nhá, mã cốt tem vàng đầy đủ nè. Bên dưới đây, ngoại hình cũng còn sáng, ngoại hình cây này cao nhá. Ngón cần là 2.5 ly, trọng lượng là 354 g, bát là Fuji Stainless LS7 nhá, bát gọc Japan. Nguyên zin chưa hạ bát nhá, nguyên zin luôn. Dàn khoen này dàn khoen Fuji loại xứ xám, cái này có đi kèm nắp chụp nè, nắp chụp. Đây, đầu bu nè, to, đẹp. Định vị khoen đầy đủ, khoen sẵn, định vị khoen sẵn nè, sẵn cho mình, sẵn nha. Đây, tôi còn đẹp luôn, còn sáng nè. Độ mới cái này cao, độ mới của nó là trên 90 nha, độ mới trên 90. Khoen cái là một khoen gọc. Đây, rất đẹp các anh nhé, rất đẹp. Độ cứng ngay ít nhé, thích hợp cho các anh câu bình. Và câu bạc bãi biển nha, cái này câu bạc bãi biển thì sướng luôn, là nó cảm giác cho mình. Mã số là mã 25, giá cái này là 2.650.000 ạ. À. 25 giá 2.650.000. Có thể câu gần biển được, câu lục đánh đơn ngâm đăng xe ISO, câu hồ dịch vụ được nhá. Những cái này thì đánh săn hàng rồi, cái này thuộc bản Shimano ạ. À. Đánh sông lớn được ạ. À. Shimano The Wind Power 4m05 độ cứng ES nhá, EST. Phôi của nó là phôi carbon xoắn ít ạ. Xoắn ít nha, phôi cây này xoắn ít cho mình. Này, bên dưới nè. Này như là cái kiểu đối trọng nhá. Không đối trọng gì đâu. Phôi carbon xoắn này, mọi người xem. Ở bên dưới nó có cado, hình cado bên trên xoắn ít lớn nè. Phôi rất dày và nổi gân. Ngón cần là 2.3 ly nhá. Trọng lượng là 368 g. Bát là Fuji FS7 SGS nè, bát gập. Cũng chỉ chiếc keo nè. Còn tốt luôn, cái này nó chưa hạ bát đâu nhá, nguyên zin chưa hạ. Thì bên em thì đều có hỗ trợ sẽ hạ bát hết nhá, hỗ trợ hạ bát hết và hạ miễn phí trừ khi các anh cọc hoặc là chuyển khoản thanh toán nhá. Dàn khoen này dàn khoen Fuji Sikhot, phôi đây em mời các anh xem, xoắn toàn thân luôn, xoắn tận ngọn luôn nhá, xoắn ít luôn nhá, hai da cho mình. Và định vị khoen với khen kêu holder 50 à. Rất nhiều chữ nhá, nhiều à. Ở đây 67 nè, xoắn từ lóng ngọn xuống luôn nhá, định vị khoen, định vị lóng đầy đủ à, có sức một ít không sao này, sức bụi thôi, dạng sức bụi mình chà qua là thấy, không thấy rồi, sáng nhá, sáng đẹp nè. Phôi lóng ở đây xoắn caro nè. Ở đây nè, phần này rất đẹp luôn, xoắn caro để cho khoen nè.
sóng ít nhé. Đây. Cũng khá ok. Ok cho mình nhé. Đầu bu của nó là đầu bu mua trì chống sóng ạ. À. Đầu bu Fuji Six mua trì chống sóng nhé. Và mã số cần mã 26 giá là 4.100.000 ạ. Mã 26 giá 4.100.000 nha cho cây này, The Win. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Đây, cái này có túi nhé. Chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo sẽ ra nhé. Và em xin ra trong ngày. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692, một số duy nhất ạ. Và em xin chào tạm biệt các anh nhé. Hẹn gặp lại.